Năm học mới sắp bắt đầu vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên cho các môn học mới. Tại đà nẵng khảo sát các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cho thấy trong kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10 trong năm học 2022-2023, môn nghệ thuật gồm âm nhạc và mỹ thuật gần như không xuất hiện ở tổ hợp các môn tự chọn. Lý do là không có giáo viên trong năm học 2022-2023, bậc tiểu học đảm bảo bố trí biên chế giáo viên dạy tiếng Anh tin học ở khối 3 dạy đủ số tiết quy định. Tuy nhiên, để tổ chức dạy học tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5, toàn thành phố cần bổ sung 38 giáo viên. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã bố trí giáo viên cho các trường căn cứ vào thông kê đề xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường chưa đủ giáo viên, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cho biết đang chờ quyết định về việc giao chỉ tiêu giáo viên cho địa phương trong giai đoạn 2022-2026. Khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra bổ sung, Sở sẽ tham mưu với thành phố để có kế hoạch tuyển dụng phân bổ theo từng giai đoạn.